Chào các bạn nhé, mình lại tiếp tục loạt video phóng sự về triển lãm sinh vật cảnh huyện Văn Giang, Hưng Yên năm 2019. Ok, bây giờ mình sẽ review một số tác phẩm bonsai mini và tầm trung nhé. Tác phẩm xanh quê các bạn nhé. Tiếp đến là một tác phẩm mình không biết tên cây này là cây gì. Ok, tác phẩm me lục xanh rất đẹp. Đây là tác phẩm mini. Ok, rất đẹp. Tác phẩm này đang có hoa các bạn ạ. Mình cũng không rõ cây này là cây gì, tại vì tác giả không để tên. Ok, tác phẩm dưới. Xăm lúi dáng thác đổ tùng cối, sân quê tầm trung, cây đẹp quá. Tác phẩm C. Nguyễn Văn Dũng. Tác phẩm mai chiếu thủy lá to. Một tác phẩm bông trang rất đẹp các bạn ạ. À cửa. Rất nhiều tác phẩm ly đẹp. Trước mắt các bạn là tác phẩm xăm lúi nha. Xếp thích thế nào?
rừng ruối. Đẹp quá. Ok, còn rất nhiều tác phẩm đẹp nữa các bạn ạ. Review cái tác phẩm Thông này nhá. Đây là tác phẩm Thông đen. Đẹp quá. Nhiều vườn Neo Garden. Tác phẩm Thông đen. Rất đẹp. Rất đặc biệt. Bên này cũng có một tác phẩm Thông nữa các bạn này. Gốc thông rất là to. Rất đẹp. Nguyễn Đức Thắng. Ok. Bên dưới này cũng có một tác phẩm rất đẹp các bạn. Đẹp quá. Tác phẩm này không được kê lên đôn, nếu mà kê lên đôn thì nó còn nổi bật hơn nữa. Đây là tác giả của nó này các bạn này. Nguyễn Văn Thâm. Okay. Tác phẩm Nguyệt Quế các bạn nhé. Rất đẹp. Nguyễn Văn Thâm còn nổi bật hơn nữa. Ok, mình sẽ tiếp tục quay một số tác phẩm Lily nữa nhé. Một tác phẩm xanh tầm Lily của tác giả Trung Huy, dáng chiều khoảnh đẹp quá. Nó gọi là gì gọi gì thập cái gì thập toàn anh cũng đã được chưa đến thập toàn chưa thập toàn với tiếng điện. Cây linh sang. Linh sang bán đá. Phía bên này rất nhiều những tác phẩm sam lúi. Sam lúi đáng thác đổ này.
tác phẩm Mai Chiếu Thủy cũng đáng theo đuổi. Thế này có một tác phẩm sùng danh các bạn ạ. Các bạn. Thế này có một tác phẩm mình không rõ đây là hoa gì các bạn, mình thấy đẹp thì ở đây mình biết. Đây có phải là tác phẩm Cha Phúc Kiến không nhỉ, rất đẹp. Ba Thân, A Cường, đẹp quá các bạn. Ok, mình xin kết thúc video của mình ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì like, chia sẻ và đăng ký kênh để con Huy Bonsai ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để Quang Huy Bonsai ngày càng phát triển nhé.